Thì đây là cái khu xét nghiệm bệnh viện Nhi đồng Hữu Ung Bướu. Thì đối với ở đây chúng ta có hai khu xét nghiệm, một cái khu xét nghiệm ở tầng trệt sẽ lát nữa chúng ta sẽ quan. Thì khu xét nghiệm này là khu xét nghiệm trung tâm, có thể là vừa bao quát cả cái khu nội trú và những cái xét nghiệm nào chúng ta có bị ngoại trú thì chúng ta sẽ gửi xét nghiệm ở đây qua cái hệ thống ống truyền mẫu. Thì đây là bác sĩ Lý là phó trưởng khoa xét nghiệm, thì giới thiệu lên về cái đặc điểm của xét nghiệm sẽ dây chuyền. Thì nó gồm có tích hợp với hai cái máy thủy dịch và 6 cái máy sinh hóa, cộng thêm một cái dàn tự động chuyển mẫu và hai cái máy quay ly tâm, tức là mình chỉ việc để mẫu vô, sau đó là mẫu sẽ được phân phối vô hệ thống ly tâm xong sẽ được phân phối vô cái hệ thống phân tích mẫu. Sau khi phân tích mẫu xong thì mẫu sẽ được chỉ cho cái phòng lưu mẫu. Phòng lưu mẫu đó, đúng rồi. Sau khi lưu mẫu xong thì tới hết cái thời gian mình quy định cho họ lưu mẫu đó, thì những cái mẫu đó sẽ được tải ra rác, còn những cái mẫu nào khi chạy lần một xong mà có vấn đề thì chạy lần hai thì nó lại tự động chuyển ra cho mình. Ông ấy ý là như cái công việc dạ. Làm phân tích gen á, làm cái này là live tại chỗ hay gọi là kỹ thuật FISH, trong một trong những kỹ thuật làm sinh học phân tử. Ở phòng kế bên là có cái phòng giải trình tự gen á, có mấy phân tích gen là khi nào thì mình muốn phân tích gen thì mình đưa vào đây. Dạ đúng rồi. Trong cái ung thư, trong đó ung thư hiện đại bây giờ thì là một trong những cái yêu cầu đó là phân tích gen. Dạ. Cái khu của mình là có khoảng bao nhiêu máy phân tích nào? Bên này ở phía hệ thống hiển vi thì nó cũng là ba cái hệ thống, còn bên này thì có một cái hệ thống giải trình tự gen. Dạ. Đây, giải trình tự gen à. Giải phát bệnh từ phòng này và có thể chẩn đoán tức thì bằng cái hệ thống cách làm gì. Ở đây thì có hệ thống là chẩn đoán hormone miễn dịch, chúng ta thấy các cái máy là hormone miễn dịch bên này. Đi một vòng tới bên kia chúng ta sẽ thấy có một cái liên hoàn với cái chẩn đoán là cái phòng phân tích một cái dàn kính hiển vi, và hiện tại thì có cái hệ thống là quét lam tự động có thể chẩn đoán từ xa, hồi chẩn chẩn đoán từ xa. Thì phòng mới dùng cái dạ, đi phía bên kia. Thì thằng này có thể đi ra thằng nào có đi có cái vấn đề gì nó phải cấp cứu thì có cái phòng riêng để cho mình đi cấp cứu trước khi mình chuyển đến xuống phía dưới. Ngay ở đây luôn. Ở đây đó, ở phòng bên trong đó, phòng. Dạ. Rồi mở đi, chúng ta di chuyển. Khu quá trình. Ngoài ra là sau này các cái khoa nội trú
chuyển vào đây thì các khoa nội trú cũng có thể chuyển mẫu về khoa xét nghiệm bằng cái hệ thống tự động này. Tức là tất cả các khoa mà bệnh nhân đang nội trú thì họ sẽ lấy mẫu bệnh nhân tại giường, thì lúc đó sẽ chuyển mẫu về khoa xét nghiệm bằng cái hệ thống này. À, tức là nó sẽ nhiều chiều đúng không? Đúng rồi. Từ giữa hai cơ sở của xét nghiệm cũng như là các khoa lâm sàng và xét nghiệm. Chị, cái chuyển mẫu này mình dùng thế nào? Cái này mình chưa có vô hoạt động nên mình không có biểu diễn được ha. Tức là mình sẽ có cái ống nở đó, mình sẽ bỏ cái gì cần diễn vô trong đó, rồi nó cũng có một cái sơ đồ những cái điểm đến mình chọn, ví dụ mình muốn chuyển cái này đến phòng nào đó mình chọn cái nút đó, nó giống như thang máy mình đi á, mình chọn lầu 3 thang máy đây luôn. À không, cái đó không phải, nó là cái hệ thống đi. Thì bây giờ là nó đang chưa có vào hoạt động, vẫn còn đang, tại vì mình chưa có các cái khoa lâm sàng. Đúng rồi, nó sẽ có, nó sẽ đi rất là nhanh, 3 đến 5 mét một giây, cực kỳ nhanh. Hôm nay cũng là phòng xét nghiệm giống như là 3 hồi nãy hả chị? Không, cái phòng này chỉ phục vụ cho bệnh nhân phòng khám thôi, máy móc nó khác. Trong này hả? Dạ đúng rồi, nó chỉ phục vụ cho. Ở đây một số không phục vụ được ở đây thì sẽ chuyển mẫu lên lầu 3. Lầu 3 là của bệnh nhân nội trú. Nội trú và những cái mẫu của ngoại trú mà không thực hiện được bằng những cái máy này thì sẽ chuyển lên. Hoặc là ví dụ cái liều lượng nó đông quá đó thì mình sẽ chuyển bớt lên cho lầu 3. Còn lầu 3 công suất nó lớn hơn. Xét nghiệm kiểu gì chị? Cái loại gì? Sinh hóa, huyết học, miễn dịch. Huyết học thì có công suất máu với lại đông máu. Rồi trên lầu 3 thì cũng tương tự vậy, nhưng mà mình sẽ chuyển thêm vi sinh rồi nhóm máu. Rồi anh lấy để lại cái chỗ này giùm em đấy. Mời anh Trung lên giùm anh đây. Các bác sĩ của mình sẽ là đặc phim, có nghĩa là chụp ở bên đó là máy nó sẽ truyền hình ảnh trực tiếp về đây cho bác sĩ của mình, là rất là nhanh, không cần phải đọc bằng như hồi trước đây là phải có cái đèn đọc phim, hay là giờ thì không cần những cái này nữa, đây là một cái hệ thống tắt, thì đây là các màn hình chuyên dụng của dành cho khi mà mình đọc nữa, các màn hình chuyên dụng này. Đây là bác sĩ đang đọc trực tiếp trên những cái này tiện hơn so với ở bên chỗ tòa nhà cũ là như thế nào bác? Cái mà khi mà cái tòa nhà cũ của mình đó thì trước đây của mình là nó là CI, nó không phải là giống như tiếng này, thì cái hình ảnh nó có thể chậm hơn. Bên đó cũng phát triển cái hệ thống DI nhưng mà nó không nhiều như bên thế này. Thì bây giờ đây của mình tất cả các màn hình dụng này nó đều là máy truyền hình trực tiếp, là bác sĩ sẽ đọc nhanh hơn, nói chung kết quả sẽ được trả về nhanh hơn cho bệnh nhân. Và cái độ phân giải của các màn hình máy này nó sẽ rất là tốt so với cái bên cái cục. Tổng cầu khu mình là có bao nhiêu máy như vậy ạ? Anh hỏi về máy gì? Cái những cái màn hình này nè. Các hiện thời ngay khu vực này của mình là khoảng chừng 10 máy. 10 máy. 10 máy về các máy chuyên dụng, như các màn hình chuyên dụng như thế này. Dạ. Yeah. Nhìn CT. Đây là cái máy CT 128 máy cấp. Ở Sài ở thành phố mình thì cũng rất nơi mà có. Thì cái này cũng là một trong những cái máy mà rất là hiện đại mới của mình, và rất là thân thiện, và sau này rất là tiện cho mình chụp về bên cái mạng mà ung thư. Thời gian chụp nó sẽ nhanh hơn, liều tia nó sẽ giảm cho bệnh nhân thì rất là tốt. Đây là một cái máy CT máy cấp 128 đó các. Cũng là một cái máy mới. Mới nhất hiện nay luôn ạ.
mới nhất thì nó còn nhà lửa, nhưng mà cái thực tế ở nó rất ít cái hệ thống mà được đầu tư vào 128 ở trong đất nước thì 128 là cũng là tối đa, là đối với muối, còn trên mặt là cái nhiều cần hơn, trên mặt nó rất sâu với trong tất cả các mà liên quan dưỡng muối thì đa số là 128 là không dài đầu tư dưỡng muối là đầu tư một cái là 128 tức là nó sẽ giúp cho chẩn đoán là cái thời gian chụp hay là những cái gì nó sẽ nhanh hơn, nó giải quyết được cái số lượng bệnh mình khá nhiều hơn là trong cái cái học nhân là một cái ngành là tức là dùng các cái dòng vật phóng xạ trong chẩn đoán và điều trị, nó đi cùng với nó luôn đi hỗ trợ theo dõi chẩn đoán bệnh lý. Hiện tại thì khoa học nhân là được khoa học nhân là có được trang bị các phương tiện hiện đại, gồm có hai, có một cái máy PET CT và hai cái máy SPECT. Thì trong đó có cái máy PET CT thì dùng để đánh giá cũng như là chẩn đoán, đánh giá giai đoạn, đánh giá đáp ứng các cái phương pháp mà điều trị trước đây, tức là hóa trị, đánh giá đáp ứng của hóa trị. Ngoài ra nó cũng có máy SPECT và SPECT CT để mà dùng để mà chẩn đoán các chức năng như là tầm soát cái di căn xương, như đánh giá chức năng các cái chức năng khác như cơ quan thận, tim mạch. Ngoài cái lĩnh vực chẩn đoán thì học nhân còn dùng cái chức phóng xạ để mà điều trị cho những trường hợp mà ung thư như là ung thư tuyến giáp, như là dùng phóng xạ chức mới để điều trị trong cái trường hợp mà điều trị giảm đau bằng phóng xạ cho bệnh nhân. Tôi là bác sĩ Võ Khắc Nam, là trưởng khoa y học nhân bệnh viện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Cách giới thiệu cho máy PET thì đây là cái khu ghi hình các cái máy vừa rồi mới giới thiệu phải PET CT là PET. Vậy là cái phòng điều khiển là ghi hình PET CT. Anh vô cho cái máy PET CT dùng để xem chẩn đoán cũng như là đánh giá đáp ứng cũng như là theo dõi bệnh lý ung thư. Còn đây là cái máy là SPECT CT ha. Nó phối hợp giữa là cái máy SPECT và CT, chẩn đoán chức năng cũng như là chẩn đoán về mặt cấu trúc giải phẫu của cơ thể, tức là vừa chụp về chuyển hóa và chụp về giải phẫu cơ thể. Là kỹ thuật viên trưởng của khu xạ trị. Có chứng khoan sợ mộ. Ở đây là cái khu xạ trị với tắc hàm. Cái này quả tiếp nhận. Sau đây vô đây là các khu vực để dùng cho các máy xạ. Có bao nhiêu máy xạ? Dạ, ở đây máy xạ ngoài thì mình có 6 cái. Thì hai cái xạ trị trong. Sáu máy xạ trong, hai máy xạ trong. Dạ. Đây, bạn đây. Ủa, nhỏ này. Không nhỏ.
anh em là vận động viên bơi khoai, các anh là PT. Sau này là cái này lớn cái này là cái nhà